À, xin chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn nha. Chào bạn nha. À, các bạn ơi, thì tối đêm nay anh em mình sẽ gửi đến tất cả các bạn một clip đuổi hình bắt chữ trên điện thoại nữa nha bạn. Với cái món nhân phẩm nhìn thèm đó chính là cua biển gan muối nha bạn, là hắc muối hột đó. Đây thì mình có mua 4 con cua biển, nói chung cái size cũng lớn chứ không nhỏ nha bạn. Size to. Cái lợi không? Này là ít anh lờ nha. Ủa, sai khổng lồ. Bốn con cua biển nha bạn. Bây giờ các bạn chờ anh em mình điểm nguyệt nó và anh em mình sẽ hấp muối hột, gan muối hột các bạn. Rồi anh em mình sẽ tiến hành vào trò chơi đuổi hình bắt giữ trên điện thoại nha. Thì lần trước á là U Uế hên xui mày gũi các bạn, là mình với Quỳ Khuyên được bồ, là hai mình nói chung là trên lệch giữa te và lùng các bạn. Là hai mình ăn, mình với Quỳ Khuyên ăn nha. Nên lần này anh em mình sẽ không U Uế hên xui nữa. Lỡ như xui khiến nó lọt vô mình với Quỳ Khuyên một bờ đội nữa không, là nó trên lệch nhau nữa, nói chung là nó không công bằng đúng không? Bữa nay anh em mình sẽ chia bòi hẳn hò là trẻ ra luôn cho nó đồng đều. Trẻ sao nào? Không hiểu là trẻ ông làm hai không? Trẻ làm tám luôn. Ngủ mã mà thẹn được ông chứ đừng trẻ vợ lắm. Ông lụt luôn đi. Đúng. Bây giờ là Quay Phim và Cu Lùng một đội. Cu Quay Phim. Mình và Cu Teo một đội. Ok. Đó, nói chung là nó trên là chỉ là 6-4 thôi. Giống như mày với Quay Phim là 6, tay Quay Phim tao với người ta là 4. Đó. 5-5 mà là 6-4. Tại vì hai bay thằng ốm, thằng cao, thằng lùng ở trên là thằng tao. Thôi ba mẫu đêm rồi, ba ông đội đi, tôi đội mình thôi. Vậy mày ăn đi. Tôi một mình tôi đội, ba ông đội. Đúng. Vậy là ok công bằng không? Ok. Vậy là lần này anh em mình sẽ chia đội theo cái kiểu trẻ ra cho nó điệu, bạn đỡ U Quế mà nó go y chịch. Trẻ. Trẻ. Hình được thủ nữa nó không vui nha. Okay. Rồi bây giờ lùng và Quay Phim một đội, mình và Teo một đội. Thì một hồi đấu với nhau thì đội nào cao điểm đội đó ăn, còn đội kia nhìn em. Rồi okay. Rồi bây giờ các bạn chờ anh em mình sẽ điểm nguyệt cua và anh em mình sẽ tiến hành gan hấp muối hột đó nha bạn. A few moments later. Thì anh em mình đã điểm nguyệt 4 con cua xong nha bạn. Thì anh em mình sẽ tiến hành hấp muối hột nha. Đây thì anh em mình đã trải một lớp muối hột ở dưới đáy nồi rồi nha bạn. Giờ mình sẽ sắp cua lên nha. Cua nằm muối hột. Hấp muối là vậy, bỏ muối bằng bên rồi cua bên phải không? Ờ đẹp á, đúng quá, đúng chuẩn luôn, hay quá, quá xuất sắc. Quá gỡ gỡ. Quá đỉnh, quá đỉnh. Quá đỉnh, đỉnh chớp luôn trời. Ok. Đủ, làm nhân luôn trời. Quá đẹp không? Đây bây giờ mình sẽ bỏ lên thêm một lớp muối nữa nha bạn. Thì cái muối này hồi nữa mình hấp xong thì còn xài được thì mình sẽ xài lại nha bạn. Thế à. Quá đã. Khét đây. Đương nhiên nó phải khác rồi đó. Món này là nó phải khác là hồi trường như là đâm mưa ớt. Ê, tại sao lại để em tôi làm trong đống này? Rồi ok, vậy quá. Thôi nha bạn, bây giờ đóng nắp lại để anh em mình lên lửa để hấp muối hột đó nha. Lên lửa. Come on. Come on. Yeah. Rồi, rồi hên hết ga rồi. Chưa chắc là hết ga đâu. Rồi bây giờ anh em mình sẽ chờ cho cua chín. Rồi anh em mình không, bây giờ mình để cái bếp bằng bên đi hấp luôn đi. Rồi anh em mình dứt luôn. Dứt luôn. Đúng không? Là ok. Anh em mình dứt vừa xong là cua vừa chín là anh em nhập tiệc luôn. Vậy kéo qua đây bên đây. Ok. Đó, mình chơi ngon nhanh còn lẹ vậy đi. Bây giờ thì đội mình thì mình sẽ cử te ra chơi trước nha. Người còn đội bên kia thế nào? Đồng chín đi. Chơi trước luôn không? Ừ. Ok ok. Rồi vậy là te với lùng sẽ đấu với nhau nha. Mấy cậu à? Bữa nay là anh em mình là tàn sát lẫn nhau nha. Ê ông đừng trách tôi, tại sao nước biển lại mặn cua nó lại ngọt nha. Tôi chơi năm câu đó, tôi kiếm câu đó. Rồi. Đúng. Mày ơi. Phải đúng. Tôi tin tưởng bạn, ok. Bạn sẽ làm được, ok không? Ok. Ta gửi. Lá xì ra. Đủ hổ chắc hên quá. Rồi. Mình ăn phải không? Đúng rồi. Là mỗi lượt chơi của hai anh em sẽ có 6 câu. Ok không? Ok. Dứt. Rồi để rồi. Hôm nay tôi dứt 5 câu thôi. Rồi. Vô nha. Tao trúng 5 câu được không? Tao trúng câu nào? Nếu như hôm nay mà bạn lấy được chiếc cúp du lịch là tôi thầy cho tôi nãy mà lắm luôn thầy. Ông không tôi cái vậy? Tao không có chảo mày cái luôn. Ok không? Rồi. Ok. Ok. Chảo nha mày. Ok ok. Dứt. Rồi nha. Trùng quá. Chạy. Gì mấy má? Gì ba? Xuyên Nguyệt. Cái gì? Thôi Xuyên Nguyệt. Thôi em mặc cười đó. Thôi tao bắn đúng bầu mày luôn có đậu. Bầu gì Xuyên Nguyệt là gì trời. Cười Xuyên Nguyệt á. Thôi ba ơi đậu. Ông giá ơi cô Biên A. Ờ đúng rồi. Biên A. Cô tôi ơi. Hay đó, còn hay quá. Mày cười nó cũng biết luôn trời. Cười mà. Mặt tươi á. Xuyên Tâm.
gì ông nội? Yên tâm. Yên tâm cái gì ông cố? Hai mặt cười yên tâm hả? À, ừ. tôi biết rồi. Không có chữ M. Cái gì trời, hai mặt mà dính lại nhau đúng không? Chữ gì hả? Chữ G hả? G hả? Dao, đúng rồi, dao. Dao mày. Dạ, tôi biết rồi. Giao diện. Giao diện. Sai rồi. Chưa chắc đâu nha ba. Đủ. Diện cái gì ta? Tôi đó giao tiếp nè. Giao diện. Đâu là giao điểm. Biết chỉ giao lắm mà. Ok. Đủ, đỉnh chưa trời. Mà bà biết giao không? Rồi nha. Tôi ông nói là cái giao kia, tôi nói giao là giao khác. Đủ. Trời. Mẹ vô nè. Gì ta? À, trời không. Que kem. Mày ghiên điểm này nữa ta dễ lắm, với ta thiệt luôn á. Hàng thuốc. Không. Chữ trừ là gì ta? Vô là ta cái con này nó dễ lắm, ta hẹt luôn á. Trừ kia là gì nè? Thuốc thang. Chặt bác ơi. Gì trời. Ôi, ta vô ta cái gì ta vô ta. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, nó dễ rồi, vô nhé ông trời. Rồi. Trời ơi, vậy mà hiện hình gì không biết trời. Bữa nay mà nào bấm chuông ra tao ép tim được không? Không, không phải. Gì ông nội? Trời cho mày không, không được mở chữ này. Không. Học đại đi. À... quyết khuất. Rồi, chữ y hả? Trời. Hay rồi. Trời. Y. Nếu lộn trả sai cái nữa là nó bị lỗi luôn rồi. Là còn mày ta đậu không nó hiện hình luôn rồi đó. Hiện hình nó lộn. Hiện hình khô. Cái chữ đó không hiện hình nữa chứ gì đó trời. Hiệu hú đúng. Đúng. Mày. Tôi biết rồi đó. Cái câu đó tôi biết rồi đó. Cộng trừ văn kia, cộng trừ nhân kia, còn cái đậu là cái gì nữa? Cái đậu thấy bù. Đúng không? Rồi này nha. Quá đã luôn. Rồi. Vô nha. Trung tiện. Không đúng. Cái gì? Trung không tiện. Đúng, không đúng, không đúng. Trung tiện. Trung không tiện. Đúng rồi. Để thử rồi. Thử rồi. Để bồi nó xuống chứ không sao. Không đúng mà. Thiện không có. Thiện. Bảo đảm. Trung tiện. Không là trung thực mà trung tiện vậy. Trời ông thật chứ. Là bên tiện mộc cái gì. Tiện mộc. Trời ơi. Bảo trung thực không trời. Đăng. Rồi. Trời ơi, trời, thứ tư nha. Không biết luôn. Cái này gì, chữ gì trời. Nói trung thực nha bạn. Chữ tàu. Cái gì vậy trời. Ha, tao biết rồi. Dễ tè, dễ lộn hiện luôn cái đồ mũ. Bấm 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 đi, bấm đi hết em. Hổ địa. Không phải. Trời ơi, trời ơi. Mình nói mấy câu này hôm luôn trời. Đâu không cái gì hết trời. Làm hết bộ tôi bấm tới thấy tại. Ủa mấy câu này mà nếu mình là mình dính luôn nha bạn á. Tính. Anh em mở chữ đi hả? Ông trả lại đi. Tao không kìa. Chữ H. Tao không kìa.
qua đây giữ hát mà hát cái thèm chứ gì động không ta biết đâu rồi mà không hát cái thèm chứ hả. Hộ pháp không phải qua đất không phải trời ơi chỉ hát là chỉ ấy rồi chứ a ha a ơi a biết lắm mà. Ê trời ủ không có chữ này mà không trả lời được rồi bú luôn. Ê trời đâu một cái hiện hình như bên ngay luôn cái trời giống thủ địa vậy hả giống má đầu nguyên đi trời. Ơ nãy nó mày nói gì vậy hả nó mới nói nãy là gì vậy gì vậy trời đất này. Đất gì đó qua đất ừ đúng rồi hay đó khen đó trời ơi trời nhắn cái trẻ nhắn nhắn lụng thủ phộng nhìn không ra mà lấy gì nhắn thánh thần ơi nó thơm mày chứ mình ngoài chung tay luôn á đức hảo hán thủ đúng rồi có nhắn thủ phộng á thử rồi coi phải không mày, rồi không phải luôn rồi còn lùng còn lùng cuối cùng á sao mà mình không chơi ngay cái vòng đầu tiên này trời cái chữ tàu đó ông cố lộ tôi không biết cái gì đó nhắc lộn nè chữ đó tao kêu là chữ gì tôi biết chữ gì thôi để bộ tôi trả lời hôm nay thôi trời rồi xong kẹo luôn thôi mày trả lời hai sai tao giải cái ngày bóc luôn mà nè cho qua luôn hạn hán chữ hán trời ơi trời đâu nước nhà trời trời tao nói chữ gì rồi mà chữ hán tôi hảo hán trời ơi trời tôi tức ủng ủng hạn hán rồi nhậu rồi chứ tao cứ đất nước đẻ cậu năm nha. Tao nói chung là nha. Mình hơi sôi nổi các bạn không cảm nha tại mình biết cái chữ đó các bạn nên mình hơi xung kích nha. Không có kích. Tiếng tàu tiếng Mỹ tiếng tàu ghê. Rồi nha. Nói Hán Việt đó ông nội chữ Hán đó. Vô mình lục. Câu trả lời gần gần trước mắt luôn đó. Trời ơi, rồi hút bằng da luôn. Đồng cam cạnh khổ. Cái gì ông nội? Câu với lại chiếc bắt luôn đó ông lùng. Đồng sọ. Anh sọ người. Chiếc chai cam. Cúp biển ba. Đầu da cam không sai chữ C đúng rồi C chữ D chữ C C chết da cam chặt bét nữa rồi sai nha bạn cam ta chắc đọc màu da cái gì rồi trời đúng không chỉ hết chát nè chắc đọc da cam đúng đủ trời ơi ghép không đủ đâu sao đủ chắc đọc da cam không đủ không phải có chữ màu đâu chắc mày đâu da cam luôn mà chữ màu trời ông lùng nãy giờ cho được mấy cái câu rồi hai điều ơi hai điều phải không? Câu cuối cùng nha. Trời ơi, te đậu bông cái đảo luôn trời hay luôn trời. Rồi nha, dễ nha. Câu cuối cùng dễ nha. Nhanh tay lại chân nha. Ok. Trả lời trước mắt luôn rồi đó. Bóng bàn. Đúng. Đúng. Trời ơi, dứt đầu vô bộ tôi muốn trời đậu. Thôi vậy được rồi, cậu được rồi. Có biết nói chắc đọc màu da cam mà không biết chắc đọc da cam. Trời ơi, hiện hình luôn nè. Đủ rồi. Là chắc nè. Là chắc là hình là độc đó. Rồi cái da nè. Cái cam này chắc đọc rồi. Rồi. Sao là ba? Nãy nói chắc đọc màu da cam tao rung tay chơi rồi đậu. Không mà nói là cái gì. Ôi trời ơi, mày ơi. Mày có vụ gì chắc đọc màu da không? Cam nữa mà nó nói chắc đọc màu da đậu bông giống như màu da. Trời, thôi về cái này cho tình lễ. Yeah. Rồi ok rồi. Ok. Rồi giờ là tới Quyền mình vào phiên đấu cần sinh tử. Yo. Hiện tại là hàng bên đội lùng giờ phiên gác bên đội mình một điểm rồi. Mình sẽ dán gỡ lại nha. Rồi bây giờ tới mình vào phiên sẽ đấu một trận phần chống máy vậy mà. Đây, rồi bây giờ các bạn hãy chữ nhanh nghe chưa? Tới hay xin rồi các bạn. Mày la ấy không vô đây không trả lời được câu cái tôn luôn á. Rồi bắt đầu chưa? Thiên tài. Tao phải thiên tài với tao thiệt thiên tử luôn thiệt chứ. Bắt đầu.
Rồi nè, hai người đẹp nè, hai người đẹp tay đô nè. Cái gì trời? Cái gì với ba? Bình bia, bình bia đâu đủ, tôi nãy giờ tôi ghép rồi. Trời ơi trời. B-I-N-N. Bình bia không đủ mình chạy. Rồi rồi, mắc lượt rồi, mắc lượt rồi, mắc lượt rồi. Trời ơi trời, dòm kỹ vào. Đúng hay sai tôi không biết rồi nha. Dòm kỹ vô anh em ơi. Bia nổi. Trời ơi trời, không đủ. Mở nè, không không được đâu. Được rồi, bia nổi nè. Ừ không có nè. Rồi mở chữ đi fan. Chữ B là chết chú luôn á. Bia bình rồi mà. Chữ bình bia. Không luôn. Bia hả? Trời trời, trước mặt anh em luôn á trời. Quánh vào mặt ông luôn không sợ. Quánh vào mặt nó quên luôn á. Quánh cái thèm. Chỉ còn bình thôi chứ bông lục bình á. Thì bia đó. Một là chữ đầu tiên là bình hoặc là bia hả? Mà bình là chắc cứu rồi. Bia bọt. Đúng 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 đúng. Bọn cái bọn phịch lên vỏ ràng. Chặt lắc cánh. Trời bắt lượng luôn kìa ông bé trong đó. Bia bọt nè. Tôi nói mày không phải là bia đâu mà là bình. Vậy là tôi sai rồi, tôi sai trai tôi rồi. Bình. Rồi đó ông nói cái ông bình luôn nè, chứ ông bình với em. Bờ nè, y nè, bình nè. Mà ông thì ông thử đi, ông thử cho là sai có phải gì ông thèm. Bình ga em á. Không lẽ bình ga ông nội. Ông ta bia. Có chữ ga đâu, bình ga tùm lao. Có chữ gà không? Bình. Ờ y bia hờ hơi hơi. Bia hơi. Xà bé. Bia hơi hả? Tôi nãy tôi nghĩ rồi, đông gì có chữ y. Hết chữ y rồi. Trời. Gỡ gỡ em chữ nữa. Chữ y đầu tiên nữa. Ủa trời, cái trời cái chữ gì vậy? Trời. Cái gì vậy trời? Bể bình. Bể bình. Rồi 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 rồi. Bể bình, bể bình. Em bỏ tôi buồn cười. Trời, lục bình mà bể bình đúng đúng trời. Gì trời? Bánh bia. Có rồi bia lý gì liên quan tới bia hôm nay? Bánh bia ơi. Bánh bia. Bánh bia rồi sai luôn hên, đỡ khổ bỏ câu này. Chứ ông nội tôi cũng không biết nữa. Hay không biết bánh bia không phải rồi. Không biết không phải rồi, tôi biết chắc chắn không biết không phải rồi. Bèo bọt đây. Bèo bọt. Bèo bia. Bèo bọt. Ồ bèo bọt hôm nay. Ừ. Trời ơi là trời. Số này bình hoài. Ủa. Bèo là cái kia bánh gì luôn. Ừ. Tào lao chứ trời. Tào lao chứ trời. Rồi tiếp tục câu hướng mấy nè. Bèo là cái bèo. Câu mấy nè. Câu này câu thứ 5 nè. Diễn nổi không? Câu 2. Câu 3. Nãy giờ con Phiền nó mới chưa đúng được tao, nó chưa đúng được câu nào cho tự nhiên cái đầu ra câu thứ 5. Câu 2 em ơi. Nè đúng không? Rồi vô. Cái nội này ngáo rồi. Cái ngốc xí. Nè vô. Câu này câu thứ mấy? Câu 2. Câu 2 hả? Câu này câu thứ 3 mà. Trời, nãy giờ con chưa chưa không? Tôi chưa sợ chưa đúng câu nào mà phải không? Chưa ai đúng chân á. Nam cao. Nam cao hả? Nam cao nè, không có chữ C rồi, đi luôn đi. Nam cao. Ngôi sao của ta bỏ ngàn. Nam cao. Sao vô đây, sao vô đây, cái đầu dưới trời. Trời đậu hồng nó trả lại gì bình bia. Rồi bình bỏ, đậu bỏ với cái đầu dẻ. Bèo 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 bỏ. Rồi qua chữ nó cho lại. Thôi, ba chữ hả? Ba chữ luôn nha. Rồi, cái tao nè, bấm bèn nè. Không biết. Đúng rồi. Ngu à ông nội, chưa biết nữa, trả lời nãy em chật lắc nữa. Trời. Bản sao. Đủ. Đúng rồi. Trời ơi. Đúng rồi. Đâu, nãy giờ mình đang nghĩ làng nha bạn. Mà làng nó dài quá. Đủ. Tăng tăng tăng. Ta lấy mấy cái bằng cuối cùng mình cũng đã đúng nha bạn. Hay quá. Lấy cậu qua nha. Đỡ ngủ. Ê, ba đều không? Bạn sao nha bạn? Ba đều không? Đúng rồi, ba đều rồi. Rồi. Ba đều hả? Rồi, rồi, đủ. Rồi. Lấy khẩu ba nè. Rồi, rồi, rồi. Còn có cơ hội nha, fan. Rồi, vô, kêu. Trời ơi, trời, trời này rồi. Thấy dễ dễ nha. Trời.
viện hả? Tam cung lục viện hả? Đúng mày, có phải đúng rồi mày. Đủ ghê trời. Ai cung đó? Đủ. Đủ. Đó. Tại vì ba sao ba sáu bệnh viện lục viện nè. Đúng quá đỉnh. Đúng rồi mày ơi. Hay quá. Tao cung lục viện mày. Bụng bà. Rồi sao không đi gác nữa trời, mới gửi hoài cái gác nữa trời. Vô. Quá giỏi quá giỏi. Câu này câu thứ ba ha. Từ. Từ hả? Tiền ngân. 50 50 50. Đủ. Đủ. Ghê ta. Tiền mặt. Tiền mặt. Ông đúng rồi. Tiền mặt ông đúng hay mặt cờ cũng nổi. Tiền mặt. Trời cờ của tiền mặt không đúng chạy thẹn như vậy. Cái mặt cỏ gẹn mặt nó cười không? Mà tại sao tiền mặt là không đúng? Trời ơi, chỉnh nha bạn, mình phải cần cái góc mới được. Đi. Em mờ. Mắt té. Ai báo trước? Ai báo trước? Mày báo trước. Báo tiền. Đủ không? Mặt tiền. Mặt tiền các bạn. Trời, nấu tiền mặt trời. Mặt tiền. Đúng rồi. Trời ơi. Trời đủ. Không, cái là tiền mặt cái đẹp ghê. Trời. Tôi lên chữ M. Tôi mở ra chữ M là tôi bấm luôn. Trời ơi. Không. Hiện lên chữ M hết tới không chị? Trời, chắc bà năm ba luôn rồi. Năm ba không? Năm ba hả? Ừ. Năm ba rồi. Thắng luôn rồi. Ok. Vậy là 4, quay còn 2. Đúng rồi, vậy còn 2. Bú nữa. Rồi, vô kìa. Vô luôn nè. Ok. Trời ơi trời, câu này nhưng có liên quan đủ thứ nữa. Gì trời? Trời, câu này cũng thấy hay dễ dễ ta. Nữa rồi đó, tới nữa đó. Rồi tới công chuyện nữa rồi đó. Ông giờ chỉ quyền đúng rồi, giờ ông bỏ qua luôn. Ông trời ơi, dễ ợt. Tới chuyện nữa đó. Tôi trả lời đúng cho coi. Chưa chắc đâu em. Treo giò. Treo giò. Rồi đúng rồi ông nội ơi. Móc treo cái giò lên nè. Đúng rồi. Đang. Còn câu chơi luôn đây chứ hả? Đúng. Treo giò không biết. Chúc mừng mình với Vin đã hoàn thành. Còn nước ba câu đầu tiên nữa. Còn câu danh dự nè Vin. Vô. Mặt tiền. Câu này quá dễ luôn. Mặt tiền và tiền mắt. Chia bê bằng chấm hỏi, y trừ y bằng chấm hỏi. Rồi tới luôn. Với cái đầu. Ghê quá. Giờ học gì nữa? Học luôn mà còn chơi bắt cái này nữa. Còn nữa. Hiệu trưởng. Hiệu trưởng không? Cái đầu đuôi trời đậu khổng á. Không có chữ gái ông này. Chứ biết trả lời là cái gì. Thôi mình bỏ qua chữ nha bạn. Mình cần cái góc nữa bạn ơi. Rồi luôn. Không phải đậu trưởng hiệu không nội. Chưa chắc đâu ba. Tổng hả? Tổng. Tín hiệu. Tín hiệu dư chữ nhóc trơn. Tổng. Ừ, không có rồi ông ơi. Có chữ tổng không? Tờ nè, có chữ tổng nè ông nội. Nè, O nè, N. N nè. G nè, tổng nè. Ông biết thư nữa hả? Mình chấm hỏi. Rồi mở chữ đi anh em, cho bớt với cái đầu anh em ơi. Ok. Còn ổng kìa. Bỏ đây. Tổng chắc cười. Tổng thèm. Chưa gì là cái gì. Rồi luôn. Chỉ gì hả? Ờ. Thờ là thương. Thương hiệu. Nữa hả?
Vậy chứ biết gì vậy? Đúng rồi, thương hiệu đúng rồi. Đủ. Ghê trời. Thương ghê, thương. Giống ba thương dữ à. Mà thương dữ chưa? Chia sao à, thương á, mà cái tay hiệu đúng rồi. Thôi nói chung là tại phải có hiệu đúng, tại nó cũng để tại hiệu trưởng đẹp á. Có bài hiệu trưởng á. Kết quả là gần rồi. Kết quả là gần được không? Điểm nha bạn. Là 54 hả? 53 chứ. 53. Ừ. Tại cái là hai câu. Chúng 2 điểm. 2 điểm 54. 54. 54 à. 4. Ông lùng được 3 điểm, mày là được 2 điểm. 54. 54 đúng rồi. Còn nói chung là không có gì để nói nữa. Nói chung là thua không còn gì để bàn cãi các bạn. Tại vì bữa nay bú quá bú luôn anh chạy. Nè nè. Sao mà cái tiền mắc, mặt tiền mà không biết nó tiền mắc. Ghê. Nói ngược. Nói chung là mình hay với bạn, mình trả lời ngược là mình bây giờ mình chiến thắng này mình khai men nha bạn. Okay. Mình te đã thua các bạn. Thua 1 điểm nha. Rồi mình khai men nha các bạn. Không, vậy là cũng nghe bạn xứng 1 trên lại được á, tại vì đây nghe thấy đúng không? Ok, nghe thấy chứ đâu. Vô bạn. Wow. Họ biết bạn là gì không? Biết gì không? Cua. Cua muối. Treo cua muối nha bạn. Treo giò. Nói chung là ngon. Đâu có ngủ đâu mày, mày treo giò câu một trời á, đâu vậy? Lấy ra cho bạn coi. Rồi chặt thì ông nội ơi. Đem dĩa cho nó ăn mà đậu qua. Nó là cua muối. Còn cái gì đâu mà không chứ sầu nó hiện luôn cái đậu bọng xuống câu một trời. Nếu mà đã trả lại được mà tiền mắc tiền là hoài rồi đúng không? Nè, mắc tiền nè. Mắc tiền nè. Mắc tiền nè. Đó là tiền mắc. Cho xem miếng muối húp được. Mắc tiền nè. Không có luôn nữa. Miếng muối không có nữa. Nè. Tiền mặt nè. Ồ, dính muối không trời. Cua hấp muối ai muốn ăn được nha ông nội. Được, mấy cái trên cào ăn lại cái nào khác thì mình bỏ. Không chừa cái nào nha bạn. Chừa chi trời. Mấy thằng bại tướng mà chừa làm gì đúng không? Bại tướng rồi. Bại tướng là chịu nước đẹp chém bỏ chứ không còn treo cua. Treo giò. Thôi đâu là te chúng hai câu, mình chúng hai câu nói chung năm nay các bạn. Okay. Rồi bây giờ thì thắng thua đã rõ các bạn. Thì bên đội Phim là 5, bên đội mình là 4 nha. Nên thua xích xo 1 điểm nha bạn. Thôi bây giờ thì nhìn miệng chỉ gì xích xo 1 điểm nha. Thôi lần sau mình sẽ quyết để mình đấu lại một lần nữa coi nó như thế nào nha bạn. Nếu tất cả bạn mà có đồng ý mình và te sẽ đấu lại với Lùng và Pin một lần nữa thì các bạn cứ để lại một lời comment dưới phần bình luận để anh em mình sẽ chiến lại một lần nữa, để anh em mình có thể là phục hay là không phục nha bạn. Okay, mời tất cả bạn ngồi xuống để thưởng thức cái món cua biển hấp muối hộp với Pin và cua Lùng nha. A few moments later. Giống mấy thằng tiền mặt chứ anh. Giống mấy thằng tiền với đậu bọc. Nói chung là khi mà tắt máy các bạn, anh em mình mới nhận ra là bên đội viên nó trúng tổng là 6 câu. Không, mình và te chỉ có 4 câu thôi. Không, cái đó cũng chưa chắc nữa, tại vì tùm lum hết trơn mày. Thì không biết được. Tại theo đầu tao suy nghĩ vậy đó. Tại vì là đầu tiên là mày trúng 3. Đúng rồi. Mày phiên trúng 3 đó là 6. Ừ. Còn đầu tiên là te trúng 2, tao trúng 2 nữa mới 4 mà. Là 6-4 mới đúng. Anh em mình tập trung chơi quá. Vấn đề quá, bởi vì mình không nhớ là thắng thua bao nhiêu rồi. Các bạn coi clip mà các bạn có thấy mình đúng thì các bạn nhớ tặng cho mình like. Đúng. Bên đội phiên trúng 6, bên nhiều muốn vậy ta. Chỉ trúng 4 rồi. 6-4 mới đúng. Tặng ông 1 tỷ like luôn á. Anh em mình thấy hai bên kia 3-3 là 6-4 á. Đơn giản. 2-2 là 4. 2-2 là 4. Mở cái miệng nè, tái ung chuyện nữa. Trời nhìn cái dĩa muối này là muốn xỉu nha bạn ơi. Chi con xây cua. Gà gà xay à, trời ơi. Không, nói chung là rồi các bạn. Người ta nói câu này mới đúng theo nãy tao suy nghĩ nè. Sao? Đúng người nhưng không đúng thời điểm. Đúng. Nếu như mà đổi ngược lại, đổi ngược lại mà tao chơi vòng đầu con te là toàn chúng ta hết. Đúng rồi. Đúng người không đúng thời điểm. Vậy là sai vị trí không? Đúng. Mà ông nghĩ ông te chơi vòng sau tôi, ông te có cửa. Đúng. Ông te mày mẹ nó cũng chút đường câu hay câu chứ. Là 4 câu luôn, tôi chơi làm sao chút 4 câu. Dám chơi chút 4 câu sao? Không, không. Ông chơi xong rồi. Nói chung là xong rồi mình mới mạnh miệng được. Đúng rồi. Đó. Vậy rồi bạn. Thôi thua là thua. Thua không? Ok. Nói chung thì lần sau mình sẽ đấu lại một trận nữa nha. Mình sẽ quyết định là lần sau mình sẽ làm một cái món gì cho nó ngon ngon để mình chiêu thức lại để mình đấu lại một trận nữa nha bạn. Ngon quá bạn. Vô bạn. Chưa phục mấy. Đó, mấy bạn coi cua nè nha. Wow. Để tôi lấy cái muỗng mới được. Có gì ngon không em? Ngon. Trời trời. Gạch xong rồi bạn. Đủ. Gạch xong tao không có được ăn đâu mà gạch xong giật chó. Đó, cô gốc lùng nè. Quá rồi. Wow. Tao không được ăn đâu mà. Quá là bao nè. Wow. Ông đâu gà bạn. Ồ. Ê, lấy đó dụng cho tao đi. Nào. Vú cua đó. Vú cua hả? Cái gì đâu ăn được chứ, tao nói luôn á. Thôi nhịn đi ông ơi. Cái nào ăn thôi, ăn được người ta cho, còn ăn không được. Chứ cái đó mà dùng bỏ ngủ vậy à. Thôi nhìn đi, cái này. Ba người ta ăn được ta đúng không? Ba là người IQ cao mới ăn được. Mấy đó là ba cái đồ nước ăn đi phe đúng mấy, hồi nước mà chảy qua. Hồi tôi chảy mày. IQ cao.
ăn được thôi. Ê, trời, ở ngoài sao mà câu nào cũng biết, cái đậu mà ông vô trong nó bị gói gì mà ông biết luôn trời. Không mà biết vậy cũng được rồi. Vậy là tù mù của bạn. Biết tù mù quá, tù mù quá. Mù tù. Làm miếng này. Vô miếng gạch đó bạn, thử đi. Vô bạn. Vô mời các bạn ăn cua gan muối này mình luôn nha các bạn. Vô nè tiền mặt. Bẻ cua. Mình gấp quá các bạn, mình không có suy nghĩ được là cái chữ nào mà nó có công hiệu chữ nào. Đáng ra là tiền mặt là mình chỉ dùng cho những cái ở ngoài đời, là mình dùng tiền mặt để mình mua đồ hay là mình chuyển khoản hay là mình thiếu rồi luôn. Người ta hỏi vậy nè, anh thanh toán bằng tiền mặt hay là chuyển khoản đó, đúng không? Nhưng mà cái đó là tiền mặt của cái tiền, còn mày đang chơi là đang chơi gì đắt. Ta gọi là mặt tiền đúng không? Khổng thực chữ gì giờ giải thích gì đúng rồi vậy trời. Mặt tiền đúng không? Đây là nhà mặt tiền đó. Hay ông ta nói nay chân diện cái mặt tiền dữ vậy. Ừ, thì nói với đất mặt tiền hoặc là nhà mặt tiền, nhưng mà mình bị thua đó bị nè. Hay ông cua muối các bạn, đâu bạn, bốn con cua này đang nằm mặt tiền nha bạn ơi. Thon thon cái đó thành mặt lờ luôn. Không có nào tôi mình tức lên nhà thiệt đâu quê chứ mà nhà nhiều trời, tức bình thường phải thôi. Cua gan này 100 năm mình gửi cho khác. Cua gan muối nó có mùi thơm thơm nha bạn. Mùi còn thơm nhiều mà thơm giống mùi cái mùi mà khét khét luôn. Đúng rồi, thơm lắm. Cái muối nó cái muối nó hơi mắm này nè. Vô con cá vô rồi. Con cua con cá luôn trời. Con cá luôn thấy thèm hả? Được bạn, thịt nha bạn. Wow. Thôi mà không xàm nha. Lặng lẽ mà không xàm nha. Thôi tao đang lặng lỗi nhìn miệng luôn. Vô bạn. Đâu mà bạn miếng gạch luôn các bạn ơi. Wow. Quéo đi trời, thiệt là tao quéo 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 trời. Bởi vì nhờ được cái mặt tiền của tiền mặt mới ăn được gì nữa. Mới hốt là mình ra đường mình mua cái gì mình mua thiếu hết. Mình thấu theo không mua tiền mặt. Này gì cái tiền mặt đã hại mình tua nha bạn. Buồn thì trời. Trời trời, cái này nạo này quá trời nạo luôn rồi. Vô. Nó thấm vô tới cái mùn cua luôn phèn. Tao đâu biết đâu. Đủ. Ghê. Tôi nói là mày nói, mày nói giờ tao không biết gì đó thiệt luôn. Vừa ăn luôn đó bạn. Bà hùa cái trận này hiện cho tao là thành cái thằng mà mất trí luôn. Vô bạn. Đúng rồi. Vậy tụi ông mốt đặt tên bột ngọt quá. Mất trí. Lãng xẹt luôn, lãng nhít luôn, lãng trí luôn. Không, hôm nay là mình chơi rất là nhiều cái trò chơi nhân phẩm nhân thèm. Mình thua trận nào mình cũng không tức như bạn. Mà mình thua trận này tức không? Tức nha, thiệt, tức hẹn. Quá tức là nhiều nữa. Quá tức. Nữa là không thua nữa. Ai thua nữa thì cũng chấp nhận đó, là biết là mình ngu hơn ta đúng không? Chưa chắc ông chơi là trăm trận trăm thắng đâu mà thua nữa, đúng không? Chơi nữa hôm nay, thua hoài. Mày có nghe Tào Tháo đâu mà các bạn nghe bạn. Không có tướng nào mà trăm trận trăm thắng chứ. Nói không? Mẹ. Tôi trăm trận trăm thắng nè. Rồi. Mà mình tướng trăm trăm trận trăm bại. chỉ có tướng chứ không mới là thua đâu. Chỉ có tướng chỉ tượng và xe pháo ngựa thôi. Gì vậy? Gì không? Hả? Thấy em cười dữ nói gì không? Đang chờ qua ổng. Không, là cái IQ của Quy Phiên nha, IQ của cô lùng nó nhà nó có nói 64 ngàn nhỉnh hơn tại nhân tem một chút. Rõ ràng luôn. Tại vì đó mình vô. Không thể nào mà chia được chỗ điệu bạn. Nếu như mà mình với lùng mà để te với Quy Phiên thì cũng to luôn nữa. Mà nếu như mà mình với Quy Phiên cả hai cái cũng to, chỉ chia được vậy thôi. Nguyên tem. Mày anh em mày bên thằng tay hả? Là mày toan chắc. Có cái quy hầm kín lắm. Mày mẹ không? Hậu hi. Chừng nào mà anh hai tôi bộc lộ cái ha. Rồi ông không có cửa đâu. Chưa bắt công đó. Trời ơi trời, mình thấy cái chữ hán nó đổi lên rồi phải không? Sao mà đất nó hạn nước ra luôn mà nó nói được hậu hán. Đậu không? Ông nói nhìn kỹ vô đi. Đâu mà con đó. Đất cái nước đẻ đó. Con đó con gì đâu mà tôi tưởng đánh chặn hậu hán. Chữ con ngày không nói con nha, tao nói là chữ. Vô bạn. À, là chữ hán đó. Không, cái đó là tôi bỏ tay đẹp. Mình không ngờ là cái là chữ Tàu, mình biết chữ Tàu rồi mà không biết nói là cái là chữ Hán, đúng không? Đúng rồi, chữ Hán. Ừ. Nếu mà biết là tiếng Hán là biết là tiếng Hán, chữ Hán liền. Trời ơi, không chỉ vô cái Hán không? Ừ. Ông chỉ vô nè. Cái đó là hồi hén. Chứ không còn hòa hạn. Ông chỉ vô cái là xỉu ngang hết trơn luôn á. Cái đầu dữ trời, cái quái vô chữ. Vô nha. Ông mà chỉ xuống dưới là hồi hén không? Hồi rồi. Hết hạn rồi. Mẹ muối trời. Không phải, ông nãy ông chỉ vô đó, ông lụng nó ham hén. Ham luôn hả? Ừ. Trời ơi, gì âm ông nội ra đùi vậy? Hầm hén. Trời trời, mày suy nghĩ tới một chuyện nữa rồi. Ba hâm nữa rồi.
Trời ơi trời. Ông chua ngon, cua ngon ha. Chắc thịt trời. Ngon là gì biết cho ngon. Thấm vô tao chấm muối ngay biết rồi. Cảm ơn. Chấm muối luôn cũng được. Ra nguyên chắc nè. Trời cạp tiếng kêu nghe nhỏ xíu à fan. Trời trời chắc thịt luôn trời. Toàn nữa sao gỡ đây trời. Đấy các bạn nha các bạn. Dính chín quá, dính với thịt. Ừ chín quá. Anh em khách hay lâu mà chơi từ đầu mùa tới cuối mùa luôn. Tại anh em mà tập trung vô chơi bỏ luôn cái nồi cua hấp muối luôn, gan muối luôn. Chín luôn. Đã chơi mà không biết là số điểm nhiêu luôn mà. Chơi bảo biết là tập trung chơi đậu quá trời. Đội nào giống nhiêu, thật sự là mình chơi những cái chương trình này mà tối mình về nằm mơ mình ngủ thấy là mình chơi được chơi luôn thiệt. Cái đầu anh em mình bị giống như con gối luôn, gối nhẹ à. Vô ăn vô các bạn. Gối bời luôn. Vô. À. Nói chung là mốt anh em mình chơi trò chơi này nữa thì anh em mình mua thuốc trợ tim này với mua thuốc đau đầu đi bổ não điện nội thì nhức cái đầu ghẻ. Rồi hả chơi với chương trình thì nhức cái đầu ghẻ mát. Quạt quý gì não không? Ừ. Tại vì cũng anh em mình chơi cái chương trình mà đủ hình tố chữ này các bạn thì cũng có số bạn bình luận nói là anh em mình đã coi câu trả lời trước thì làm sao coi được. Có thèm trả lời ở đâu mà có mấy câu chữ mấy ngàn câu luôn. Tại vì cái câu nào mà mình mở ra rồi á thì mình đâu có quậy trở lại được đâu. Vậy thì tới à. Đâu đi lui được đâu. Đi lên hoài luôn. Bởi vì anh em mà đâu có biết được câu trả lời đâu. Chơi là 100% là trung thực của các bạn. Người ta là trung thực mà. Không biết câu trả lời chứ. Tại vì cái câu là mà các bạn trả lời rồi nó mới hiểu các bạn nha các bạn. Tới. Chỉ đi lên nè. Đó, dính quá à. Gỡ cá không được cơ các bạn coi. Tôi làm con nữa nha bạn. Dính đi. Mình lấy con nữa nha bạn. Bẻ ra nào. Dứt đi ăn cái càng không tôi còn sẵn con nữa luôn. Wow. Làm bậy mới gặp đây, ông xàm giờ ông thèm lắm. Hảo ha. Ok. Hảo ha. Cái câu đó là cái gì là hạn hán quá không? Vô miếng quá các bạn. Sao nãy anh xe đó ông ơi, mà trả lời hảo vô hảo mẹ. Hảo hảo. Nhiều chém chúng luôn giỡn ngoài trời. Chém chúng dữ vậy. Thì chứ y chứ o cái bà thôi. Dữ vậy sao, chứ hảo hành chứ hạn đúng dữ vậy. Phải là nó thấy là mỗi lần nó bấm chuồng tao tìm đánh. Wow. Trời đâu phòng phải nói thật lắm. Cái tao tìm tao mua gớt cho mày. Vô mày các bạn nha. Thôi cái chương trình này tao mới mình tim thầm luôn thiệt. Nghiện quá. Có khi nào nó mới bị sắm bị tim thầm luôn trời. Có. Tim thầm tí. Tim háng thôi. Đến nói cái vậy. Tôi sợ mốt hành tim nhảy luôn các bạn. Vô bạn. Thôi nhảy tim ha. À. Đây. Ôi thôi bị ngon nha. Mở kia mà bên lụng trả lời đúng một cái à. Tem tao đúng rớt nhưng mà giật tập ra, giật tập ra. Chơi chương trình mà tao gối não quá. Hồi hộp á. Vô bạn. Wow. Rồi ăn ăn gì vậy? Không mà những cái chương trình quá kinh điển luôn. Trò chơi này mà được tất cả các bạn ủng hộ anh em mình cũng rất là vui bạn. Tại cái trò chơi này chơi thật sự nó cũng có ngon bủ ghẻ luôn. Không, nhìn miệng vui các bạn. Không, ngon bủ ghẻ. Cũng làm nhìn miệng hoài giết vui mà. Trò chơi này là để mà tăng thêm mà cái trí tuệ phải không? Đúng. Tao ngon, tao nói là ngon bổ ghẻ đó. Trời ơi, hổng tôi chơi thấy càng ngày càng lú nhỉ. Tăng đi. Đó mà hành trọng được rồi đó mày. Như ban đầu mày trả lời thì chết chết mà không đầu lao với lao. Ôi tôi giờ chắc ăn bánh ú thêm nữa, kèm quá. Bị ngon rồi đó. Hai câu hơi biết luôn á hai. Chúng ta cũng trả lời có hai câu cũng nhiều. Ông xìa ông nội ơi, tôi may mắn rồi. Còn tao thì cái là xìa cộng may mắn luôn. Anh em mình xìa lẻ thôi. Vô em. Mày giống mình treo dò vậy trời. Làm cái ơi trời trời. Ăn đội ơi, tao chỉ diện liệt sĩ đó. Liệt sĩ giờ ông dòng phim cắn đó mà ông đứng hình 8 9 giây luôn mà. Cái câu mà treo dò bạn là mình đã nhận ra cục móc vô cái giò heo rồi, nhưng mà bị đánh lạc hướng mấy cái đầu bánh tét hay đầu chả lụa. Cái đó tôi đứng ngoài là biết tôi nghĩ là gì không? Tôi không là tét giò mà. Tại tao tại vì mấy đầu bánh tét với cái giò đó luôn. Tét là giò thú. Vô nữa bạn. Là giò thú là giống như là ba tê chả lụa vậy đó. Tôi mà đứng chỗ đó rồi đó tôi nói heo lụa liền. Heo lụa hả? Tòng lao đó. Thế vậy. Bù. Ngày nào không học. Là bù lại mình. Ơi lặng hoàng qua mẹ em trong đi học rồi đó. Cái giờ tới giờ không biết luôn đâu. Ông Trần đó tôi nhiều cái tôi không hiểu đâu. Tối nào không học. Trả bài ông nội ơi. Ban ngày học đi trả bài. Không học lấy gì trả bài. Thì ban ngày học đi trả bài. Đó. Bạn đó nói là đi một ngày đàn tốn 80 ngày đi xăng. Đu. Chắc mày học đàn có đúng không? Ghê trời. Bạn mà đi trên xe thì phải tốn tiền xăng giống anh, tốn gì vợ. Đi tới chỗ không? Mình không à. Mình không hả? Mình không là gặp mấy anh giao thông nó mình không, hổ tét là quét. Chứ chị tao không, mình không nha. Mình không nha, ok, mình không. Không có, mấy anh giao thông hổ quét.
mình xong nha. Chào cả nha. Rồi mời anh xuất trình giấy tờ cho chúng tôi kiểm tra hay vỗ tay. Mình không. Mà sao là mình nói là trong mình đi là mình công không có giấy tờ, mà mấy anh không có tưởng nói là thân thiện với ổng quen biết mình có mình không. Chứ tưởng là mình không mà đúng không? Không có đâu. Tôi nói với ông là mình không mà ông không ngoài. Mày ơi. Thôi luôn vậy là không hỏi mày nói vậy. Ok. Rồi nha. Vỗ dài rồi nha. Mình không, mình không. Ê, mình không nhớ. Ai không anh gì, anh em với anh mình không đi. Nói gì không? Không có, lại mày nói mày vỗ vai đi rồi, mày vỗ túi, tự móc túi, cầm mày luôn, đẹp cái. Vỗ vai rồi, vỗ túi. Tự nó ám sáng lên. Rồi, tự móc túi nữa. Móc túi rồi, lên xe đi luôn á. Cầm lại đưa mày lên bụng luôn á. Chứ gì không? Sao? Đúng rồi. Vậy không chào mình cái nào, không? Rồi, cái mình vỗ vai nó nói mình không, không sao. Tại sao lưng nó có gì đâu giật. Còn mình cái mình chào cái nó, mình không vỗ túi nó tưởng nó móc túi nó quay ra cộng cốp rồi giải vừa luôn ngủ đêm cho mũi luôn. Không mà vỗ này mình không tưởng nó giật cái cộng nữa, lẩm muốn luôn. Cái cộng chim cố đậu bảo giật gì cái cộng nổi sao. Cộng đem gì làm gì ba. Giật cái đẹp gái vậy đó, tôi lại luôn, trời cây gì xài được cái cộng. Giật gì? Giật cái súng. Giật súng lục cái gì? Không. Giật cái súng luôn chứ không phải cái cộng. Súng của ông á, cái súng của ông luôn á. Ừ, quá dữ. Không có, anh em mình đang làm YouTuber mà hồi nói qua tới là giật vỏ luôn. Giật đồ cái gì trời. Ghê đi chứ. Mà đây nó ám sát, mà đây nó có gì? Gì ám sát nhiều lắm rồi. Không. Hồi nãy đó, nói giật, móng tối nói ám sát. Giật cộng hả? Trời. Oh. Thôi anh em mình thì cái đi xa quá anh em ơi. Vô trở lại đi. Thôi anh em quay trở lại đi chứ còn kẹp chứ đi xa quá. Hết rồi, cậu như đâu chứ. Kì nó. Trời trời trời. Vậy? Rủi tạng cái dẻ tụi trời đâu, không nhẹ. Trời ơi nè. Mấy này bu lớn trời đâu. Nè coi nè. Còn có hai quen ngữ với kèn à. Thôi tôi chạy. Mà động dính fan. Ơi trời, tốc độ 180 trên giờ cái gì. Nè đi chị mít luôn chứ bạn. Bạn thờ luôn chị quen anh. Nói chung mình như đây để mình em lúc như lúc ăn từ từ các bạn. Vì mới qua lại cái là nó đánh sập luôn trời hiện luôn. Đánh lạc hướng anh em mình quên con cua luôn trời. Hay vậy chứ. Cái sạc chứng khoán hôm nay là quay phim chứ lụng đánh sập luôn. Ê. Nhà mà mấy tôi nói vậy mà ông mới đỡ nuốt nước miếng nha. Ờ đúng rồi. Đúng. Ừ, hay à. Đúng rồi. Ủa, ông. Đúng rồi nãy giờ tao nói tao sẽ nha. Không. Tao nuốt thì 1,700. Ủa ông tôi có 1,100 à ông nghe. Nuốt dữ đi ca mày quá mạnh. Thôi nói chung thì clip hôm nay anh em mình sẽ khép lại tại đây bạn. Thì quay phim và cu lùng đã ăn muốn banh luôn cái dĩa mà cua biển hấp muối luôn nha bạn. Không còn gì nữa, chẳng còn cái kèn mấy cái que không. Thì anh em mình không thể nào mà có thể mà chia sọt vô đây được nha bạn. Buộc phải nhìn thèm luôn nha. Thì bây giờ anh em cũng chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ anh em mình trên từng clip nha. Nếu tất cả các bạn thích clip này, các bạn hãy nhấn like clip và chia sẻ giúp mình. Điều quan trọng các bạn bấm đăng ký kênh, nhấn cái chuông bên cạnh theo dõi những clip tiếp theo. Còn bây giờ chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye. Bye bye.